Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến, cả nhà ơi, cả nhà ơi. Hôm nay là Thúy Nga cùng với lại ekip lại trở lại với chương trình Vợ Chồng Son Môi. Trời ơi, đi quay chương trình Vợ Chồng Son nó vất vả lắm quý vị, vất vả vô cùng. Nói chung là sáng nay thì đi quay ở một cái nhà ngay chỗ bonsai cũng gần gũi thôi, nhưng mà bây giờ quay tới cái gia đình thứ hai là phải đi lên tận San Diego, mà Thúy Nga mới vừa đi lên đó, mới vừa về 2-3 ngày đây, rồi bây giờ đi nữa chứ 2-3 ngày gì cũng có tuần rồi đấy chứ. Cái này về được mình đây giới thiệu không, cả nhà chết cha, sao con đi vô ngõ cục vậy con? Hình như ra được kìa. Không, cái đó là vô nhà người ta ông ngoại. Trời ơi, cái ông Long này thiệt tình á. Đây cả nhà ơi, giới thiệu cả nhà, đây là fan ruột, nó bên Utah, nó qua có 3 ngày à. Ngày hôm qua thì là nó mời cô Thúy Nga với má cô Thúy Nga với lại anh Hưng đi xuống biển ăn, nhưng mà hôm qua là mệt mỏi quá không có quay. Hôm nay thì Long nó qua đây và mai nó về, nó muốn đi quay cùng với cô Thúy Nga để trải nghiệm. Long ơi, con tập trung mặt, con căng thẳng quá, con say hi với mọi người chút đi con. Dạ, say hi mọi người. Sao rồi tình hình ra phải. Tụi tôi đi quay tụi tôi không căng mà anh căng quá vậy anh Long. Em lái xe hả? Sáng giờ con đi từ sáng sớm giờ con cảm giác con ngồi con chờ đợi mọi người, con có bị mệt không? Dạ không. Thấy tụi cô làm việc thấy nhiệt huyết với nghệ thuật không? Dạ đúng rồi. Trong này đáng khen là phải nói là bay rồ phải không? Bay rồ. Bay rồ lăng xả. Mới nãy nó ra nó mới hỏi, ủa con nghe anh bay rồ like nước nào mà anh đẹp trai quá vậy? Giờ là bớt đẹp rồi đó. Con ơi con, cô nói nghe nè, ở bên tiểu bang con có ai muốn quay chương trình Vợ Chồng Son không, giới thiệu cho cô bay qua con. Để mình được đi luôn. Để mình đi tiểu bang xa đó. Bây giờ phải con. Phải xong ráng lấy lên ngoài luôn nha. Đây là Thúy Nga vừa tấp vô nhà bay rồi, cất cái xe quý vị. Cất cái xe của bay rồi xong rồi bắt đầu mới đi xuống San Diego chung cái xe. Đèn xanh đèn đỏ lên trái. Con chen lên qua này nè con. Con lấy vợ đi để cho tụi cô quay chương trình Vợ Chồng Son, con không chịu lấy vợ với Trần Long. Tại bạn muốn hẹn hò. Cho nó vô chương trình, bạn muốn hẹn hò đi. Chưa làm được ở đây. Đây chưa có đủ cộng đồng để tham gia. Chưa đủ cộng đồng hả? Bây giờ ở đây nó tham gia, ở đây là không cần tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò, thì mới gặp nhau trên Tinder cái là nó matching, cái là nó đi luôn. Là đi luôn vô khách sạn. Nó không có cần hẹn hò trong quá trình đó quý vị. Ủa cái đó là cái trang gì vậy? Để chị vô chị coi cái bài đồ. Cái trang Tinder thực tế ra nó cũng chỉ là một cái trang để hẹn hò thôi, nhưng mà mình hẹn hò với cái cách nào là do mình. Đó vậy thôi. Cái đó là hẹn hò gấp á, hẹn rồi xong rồi hò xong rồi gọi là hẹn ăn trưa đó, hẹn ăn trưa rồi hẹn ăn tối đồ kiểu vậy đó. Coi hẹn xong mà thấy ngon miệng là dứt. Ê sao tao lúa ra tao không biết cái trang đó nha. Thật sự mấy cái vụ đó chị là không cái hề. Tuổi của chị nó cũng không phù hợp. Ê bay. Chị đang mới có mười mấy, hai mấy tuổi à. Đó chưa đủ tuổi đó, phải trên 25 tuổi mới được vô. Thật ra chị còn trẻ mà hôm nay tại bị mặc bộ đồ văn phòng nhìn nó già quá, nhìn ngồi đây tưởng ngoạn của ba đứa không. Giống như vậy mà kêu bằng cô không đó là biết là cô Thúy Nga. Cái tự nó vô cái nó cứ kêu cô ơi cô hỏi chứ có biết đâu. Nó năm nay nhiêu tuổi ta? 90 á. Là con nhiêu? 90 là mới 32, 31. 32 mà phải kêu chị nghe. Cái thằng khỉ này nó cứ kêu cô ơi cô hỏi. Cái giờ nó thành tưởng tôi già không mà. Cái thằng khỉ này. Cô Nga hơn mấy đứa này có Thúy Nga đó. Rất là khổ quý vị. Fan của Thúy Nga nhé. Một là nó kêu tôi bằng má, hai kêu bằng mẹ, ba kêu bằng cô. Có nhiều đứa nó thua Thúy Nga có mấy tuổi. Nó kêu má ơi mẹ ơi. Trời nhức đầu ghê. Bởi ai cũng tưởng là Thúy Nga rất là già. Thực ra Thúy Nga có bao giờ kêu một theo kiểu lên giọng chưa? Sao? Má. Để kêu má phải không? Thì mới ra phải không? Đó, bởi vậy. Đây mọi người ơi, đây là đường bonsai nha quý vị. Bonsai một cái nơi rất là đẹp ha. Này đẹp. Trời rất là dịu dàng, nắng ấm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà xinh đẹp như là Thúy Nga vậy đó. Ô cái mây này nó gợn gợn đẹp quá nè. Hồi lần mới qua Mỹ á. Thấy gì kính lớn ở đây nó cũng đẹp hết. Giờ nhìn riết nó nhàm rồi. Trời ơi,
kia đưa cái máy chụp hình nên là thấy đẹp, đưa máy chụp hình nên là thấy đẹp. Bây giờ rồi sao, cảm xúc rồi sao, mất tiêu hả? Giờ là quen với nó rồi. À chứ không phải vì cơ máu. Cái sự bất ngờ hả? À, bây giờ cơ máu gạo tiền nó không còn thấy cái đẹp nữa phải không? Sáng mai con bay sớm hả Long? Dạ em gần 1 giờ luôn em. Trời ơi, chị giật đâu xe của bên nhà Hưng á, nó đang qua nhà Hưng chơi. Hưng nó không có đi được nên Long nó đòi đi chơi nè, nó thích đi lắm. Công nhân cái xe này còn sướng thiệt. Không anh bây giờ hả? Cái này chiếc xe nào phải không? Rộng quá trời rộng, thiếu đều ngủ giấc luôn á. Bây giờ em nói bên MCV mua một chiếc xe này cho ekip đoàn đi. Thank you em, vậy anh cho được cho thì đó. Sao mặt em ra xăm vậy? Cứ hỏi giờ mà họ mà kêu mà MCV mua cái gì mày nói xấu, nhưng mà mình là một công ty rất là lớn với cái quy mô rất là bự, gọi là global, nó là worldwide, trụ sở bây giờ có đặt ở Houston ở Mỹ nha. Vậy ở Nhật nha. Wow. Ở Việt Nam thì cái building nó lớn cỡ nào thì biết rồi ha. Còn Cali là chưa hề có. Cali là chưa cho nên là chưa có xe. Bốt qua Houston là có. Bốt qua Houston có, ở tương lai là vậy đó hả? Ừ. Tương lai rộng mở. Ủa vậy làm sao cuối cùng MC Thúy Nga phải dời về Houston ở hay là vẫn ở nói đây? Nói chung là mình không phải là chém gió, nhưng mà khi mà Thúy Nga mà qua tới Houston thì ruộng đồng là thênh thang, đất đai là bao la. Ủa đâu ra sẵn vậy ông nội, làm giống như ai cho đất ở sao vậy? Không, mà Phạm Từ Liêm có hết. Quan trọng là chưa có cất nhà cho nên là chị ra mấy cái đất đó chị muốn trải chiếu, chị nằm cỡ nào chị nằm. Chết cha, bây giờ mới phát hiện ra anh Liêm giàu quá quý vị ơi, anh Liêm giám đốc MCV. Không, cái này em nói giỡn chơi cho vui thôi nha, không biết thật hư nha. Mà chị vẫn để trên clip đó nha. Em không biết thật hư nha, cái này nói đại thôi. Chị nghĩ chắc có thiệt quá. Không biết đâu, cái này em nói đại thôi chứ em có biết. Không ơi, em có biết tin tức gì không? Không, em không biết. Em không biết gì luôn hả? Em chỉ biết em là quay phim thôi phải không? Nè. Tính ra em không có nhiều chuyện. Nếu đã qua nhiều chuyện như bây giờ không chị mệt. Bây giờ cái chuyện gì cũng biết hết trơn, thiệt tình luôn. Qua Thúy Nga không? Tất cả mình đi rồi. Mình đi làm mình biết việc mình thôi chứ. Ngoan á. Biết nhiều. Nhưng mà thật ra nên biết nhiều để mình biết, mình hiểu nhiều hơn, hiểu không? Nên là cái nhiều chuyện nó quan trọng trong cuộc sống lắm em biết không? Không, nhiều chuyện là phí lắm đó nha. Ngày xưa tôi cũng ít nhiều chuyện, giờ này tôi nhiều lắm rồi. Con rồi sao? Sáng nay con qua con gặp cô xong tự nhiên cái bỗng nhiên con đòi đi với con nhỏ nào rồi xong rồi con bỏ ngang nó luôn vậy? Đâu có, nó tự lo được rồi hả? Nó kêu bạn nó qua cái đèn xanh đèn đỏ này lấy lên phải nha. Tội nghiệp nhỏ, đợt này nó qua nó ngoan ghê, thấy không có hẹn hò với con gái nào hết trơn á. Nó buồn lắm á chứ, mọi năm là nó giũa neo, một năm là nó phải về Việt Nam 2 tháng. Nó giũa hết tiền nó mới hoành lại Mỹ. Chỗ đỏ thấy không? Rồi em thấy rồi. Giờ mình sẽ quẹo phải vô thì ngay bên trái nó có cái đường quẹo vô Liên Hoa BBQ gì đó đó. Long ơi, năm nay tiền con làm dư quá, con không được về Việt Nam, con bỏ đâu rồi cho cô mượn đi Long. Kiếm chỗ phát. Cười quá, nụ cười này nó bí ẩn lắm á. Mấy người giàu hay vậy? Hay nhiều lúc nó âm thầm nó gửi về cho con nhỏ nào xài hết trơn rồi. Vô đây được không anh? Được, được. Ủa anh đi về lấy xe gì đó mà đúng không? Đâu lấy gì đâu. Không, bây giờ mọi người vô gọi phở đi rồi xong mà em quay lại liền. Cho mình cho tao mượn cái xe này, cái bây giờ chạy chạy lại cái nhà hồi nãy lấy cái bản hình quên. Trời ơi, thiệt tình luôn á, chạy về nhà hả? Không, dạ nhà quay. Nhà quay á. Ok. Ăn cái gì? Rớt ăn phở chứ ăn gì? Phở chẳng lẽ ăn bún. Ăn bây giờ. Bây giờ rớt cái phở nha. Biết rồi. Ngon lắm. Hôm nay mọi người... Hôm nay lần đầu tiên đi quay mà được ngồi ăn bắp phở đó. Mọi người biết không, là rất là khó nha, tại vì bình thường là mấy anh em mà làm việc mà đi quay không có thời gian mà uống. Đó, không có thời gian để ăn. Lại đâu phải dễ gì mà chị thấy ngang mà ăn phở. Nên là hôm nay chị mời hả? Cái cha căng vậy, không biết luôn á. Vậy thấy đi quay mà ăn quá không tốt, em suy dinh dưỡng phải không? Trời suy quá. Ăn xuống luôn á. Suy quá, suy quá, tội nghiệp quá thôi. Ăn hôm đi. Nay là chị Nga chị mời lên ăn rất đúng rồi. Lâu lâu chị Nga phải mời chứ. Chút xíu rồi chạy 2 tiếng. Chút xíu chạy 2 tiếng này lái mà. Trời ơi, nó đòi đi mà. Cũng mệt. Con có vui không? Dạ đây.
Long, con thích đi không? Con không thích đi thì để tụi cô lấy lại xe đỏ đi nè. Đồ đi với vui con. Chứ nhiều lúc con vui hứng chí đòi đi đó rồi xong cái tự nhiên con đi nửa đường con nói để con hoành về là nó cứng họng. Thí dụ nó thả mấy anh này mình xuống tới đó. Cái lúc mà anh em mình làm á, xong nó âm thầm nó lấy xe đi về không ai nói gì đó. Ờ à, bình thường. Dưới đó fan gì nhiều lắm. Em yên tâm đi. Có người chở lên không? Có người chở về luôn. Nhưng mà thực tế anh là không phải xuống San Diego nha. Ủa chờ đâu? Nó là một cái gì đó, nó mạng ở trên đó thôi chứ không. Ủa chết cha, vậy là không phải San Diego hả? Vậy đi đâu vậy? Mấy đứa đưa. Em nhìn cái địa chỉ không biết có phải San Diego không. Hôm nay lần đầu tiên mà đi quay chương trình mà được ăn bát phở đó quý vị. Bữa giờ nó cho gặm bánh mì thấy mẹ luôn. Bây giờ vẫn ngồi bánh mì ngoài xe. Vẫn còn, để tối đi, tối đói ăn. Quay xong khuya về dạ. Ăn. Anh cho em xin tô tô xương đi. À, xí quách á. Xí quách hả, đường rồi đó. Em lấy cơm rồi. Hả, xương, sorry, xương nhiều hơn, thịt hơn đúng không? Từ gân nha em hỏi. Cả nhà ơi, sau khi ăn uống xong, bây giờ trên đường đi đến chỗ quay, trời ơi, ta nói cúp nãy nó kẹt xe cứng ngắc luôn quý vị. Có cặp là gọi là đẻ thiệt luôn, là tại vì chị có nhớ cặp vừa rồi là
9 tháng còn có 10 ngày nữa là đi đẻ đó, mình tới. À, cái cặp mà đến nơi là chuẩn bị đi đẻ phải không? Ủa rồi vậy cái cặp mà của ba giờ ngày xưa quay là lúc đó đã đẻ chưa? Em với bà xã quay cái vợ chồng son chưa luôn. Chưa. Sau khi quay xong thì có thay đổi tích cực và đẻ luôn hai đứa không? Đúng rồi. Hay ha, thấy không? Chương trình vợ chồng son là một chương trình làm cho người ta thay đổi rất là nhiều về tính cách, nhân cách và kể cả giống như là chưa hạnh phúc thì trở thành hạnh phúc hả? Tính cách, nhân cách đổi. Tính cách. Nói chung là thay đổi về quan điểm về hạnh phúc. Tại vì biết sao không, khi mà chương trình nó phát sóng lên đó quý vị, thì cặp vợ chồng cũng tự coi lại và tự soi gương về mình và tự thay đổi. Nói gì cho Lâm, con phải đi lấy vợ đi con. Dạ, cho năm nay. Trời ơi, năm nay Covid mày yêu ai mà mày lấy. Mày phải đợi giãn cách rồi mày về Việt Nam mày tìm vợ chứ. Có người giới thiệu 50. Trời ơi, gửi này là về Việt Nam là xong mà. Nhắm mắt hốt cái con. Đâu có, quảng cáo nó tám bận rồi mà không biết sao á. Nó cũng quen, nó quen dữ lắm. Xong cái mấy tháng sau cái con chia tay rồi cô ơi, biết vụ gì luôn. Lúc tôi đang lo. Để hết dịch đi anh em về Việt Nam nè. Hết dịch anh em về Việt Nam kìa. Cái xong tự nhiên thấy cho bà xong qua chúng ta. Tự nhiên anh chủ tiệm nail ha. Tiệm nail. Là một bên làm chùm của ngành media. Đó, làm cộng tác với lại chùm của ngành nail. Làm coi như là lớn nhất nước Mỹ luôn, là lên luôn á. Tự nhiên nhân duyên nó kỳ cục vậy, nó lộn ngôn lộn ngạo nghe trời. Thôi mà đời sống vô thường lắm quý vị, nhiều lúc cái chuyện gì xảy ra mình không biết. Đến chính bản thân Nga thì Nga cũng chưa biết là sau này là Nga sẽ lấy ai nữa luôn, tại vì Nga cũng đang rối ren lắm. Lên dữ. Bữa đi báo rồi. Lên Vũ hả? Đi báo hả? Báo bữa đi rồi, xong hết rồi. Thôi. Khẳng định cặp này đẹp đôi, trai tài gái sắc các kiểu. Trời ghê vậy. Cứ yêu đi, vì cuộc đời cho phép. Hãy yêu nhau đi khi đời cho phép. Hãy yêu nhau đi dù đã có xế xóa. Tôi không thuộc. Quá hái thường không tỉnh ngủ đó. Cái mắt mày đã không như không bự rồi. Mày còn liêm diêm nữa, tao sợ mày ngủ quá lắm. Sợ quá. Sợ lấy đường dài. Sẵn đây là chương trình kêu gọi, chương trình tham gia vợ chồng son và kêu gọi luôn. Đây là cháu của Thúy Nga, fan mà anh nhìn cái con cháu nhà vậy đó. 30 tuổi, trên 30 tuổi, chưa vợ. Chủ hai tiệm nail. Có nhà có cửa ổn định, đời sống ổn định mà tinh thần thì chưa có ổn định lắm. Nên lạy trời sau cái chương trình này thì có nhỏ nào đến vớt rồi nó đi dùng cái cho nó bớt lăng xăng tiểu bang này tiểu bang kia. Cứ lâu lâu chạy mà con qua ít quá hả? Con qua lâu lâu chút. Mới mở đầu giờ đi. Mới mở 2 tuần trước hả? Tiệm nail mới mở mà đi chơi vậy luôn hả? Rồi nó qua thăm Ngân rồi con nghe hả? Ok con. Thôi coi như trước khi mà làm tiệm mới thì mình relax chút đi. Lấy những lời chính thôi hiểu không? Đi đường đã xa rồi, kẹt xe rồi, bây giờ mới nhận cái thông tin chúng em đang lạc đường và đi lố hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Vì mãi nhiều chuyện quá. Đường đã xa mà còn lạc nữa, còn đi sai nữa chứ. Thiệt tình. Chắc phải đi hàng máy. Đau lòng. 34 phút nữa thôi. Trời ơi, tới rồi bà con ơi, muốn xỉu luôn. Có 2 tiếng hơn đồng hồ chứ mấy. Trời bà chào rồi, bà không nhớ. Trời ơi, rối quá, ngủ giấc dậy nó rối ren, nó quên hết sự việc. Ekip chúng em đã tới đây là cũng 7 giờ tối đó quý vị. Thực sự 7 giờ tối nhưng mà ở đây trời cũng vẫn rất là sáng. Ở đây mà muốn đi quay một cặp vợ chồng hay là một cái gia đình nào đó, mình phải rất là lệ thuộc vô từng nhân vật, từng hoàn cảnh. Nhất là vợ chồng này thì đây là một đôi vợ chồng trẻ thì ai cũng đi làm hết. Giấc này thì là anh chồng thì về rồi nhưng mà nhiệm vụ thì phải đi đón con, và cô vợ thì vẫn đi làm chưa có về. Ekip chúng em tới đây thì cứ tưởng là trễ rồi mình đi lạc, nhưng mà thực ra đến nơi vẫn còn sớm, mọi người vẫn chưa có về tới nhà. Bây giờ là
cả mọi người ngồi đây chờ. Nga thì mới vừa make up sửa soạn lại sơ sơ, ekip thì mỗi người bưng đồ rồi vô. Chứ Nga sẽ làm một cái nhật ký nhẹ để mô tả những cái hình ảnh mà chúng em đi làm cái chương trình nó như thế nào nha quý vị. Rất là cũng vất vả chứ không phải là đơn giản đâu, nhất là để chọn một cặp vợ chồng cho hợp lý với chương trình là có nhiều cặp nó cũng rất là thích hợp nhưng mà đi rất bánh là xa. Ủa nữa hả, ăn nữa hả? Ủa, cái bánh mới nãy mà của quay bên gia đình kia họ họ đưa cho chị đâu đó, em lấy đó. Rồi xin đi cho chị bắt giác cờ con đòi đi cho đã. Mệt chưa? Trải nghiệm mà. Trải nghiệm mà. Trải nghiệm vợ chồng son. Mai mốt lấy vợ nhớ để cho ekip quay chương trình vợ chồng son của con nha. Để vui vợ. Để có kinh nghiệm rồi mình nói. Giờ mình vô học kinh nghiệm để mình từ từ mình nói cho nó dẻo dẻo. À vậy hả? Đáng đồng tiền mất gạo. Đây là hình ảnh cậu bé Basil đã mệt mỏi và phải ăn uống. Ủa, ê, có khi nào mày ăn lộn bánh chị không? Thì chắc vậy, cái trên đỉnh đó phải không? Đúng có rồi. Có một cái duy nhất đó phải không? Có một cái là của chị đó. Rồi, em ăn rồi. Xong, chúc mừng. Rồi, ăn đi cưng. Chị em mình tình thương mến thương mà. Trời ơi, thì chị đâu nói gì đâu. Chị bớt ăn bớt mập chứ gì đâu Basil. Nghĩa là chị nói em càng ăn càng mập cái gì? Không có kìa, chim chờ trời trời chiều đẹp quá kìa. Quạ bay về quá trời quý vị ơi. Ủa quá trời quạ luôn. Ở bên người ta nói quạ là cái gì đó nhưng mà thật ra ở bên này quạ là bình thường á quý vị. Quạ bay về từng đợt. Cái khu dưới này nhà đẹp chứ ha. Ủa cũng quay phim. Hết rồi mà, còn quay gì nữa? Hết quay ngoài trời rồi mà. Em quay mấy con chim. Trời ơi, thiệt hả? Chim quá trời chim kìa. À đây là cái khoảnh khắc mà tranh thủ lúc mà chủ nhà chưa có về đó, rảnh không biết làm cái gì quay con chim nha quý vị. Quay con chim rồi có bỏ edit vô chương trình không? Nếu cả nhà xem chương trình này mà thấy có mấy con chim thì đây là những khoảnh khắc rảnh rỗi nhất của anh quay phim nha quý vị. Quạ quá trời. Chim quá trời chim luôn mà. Thì giấc này là quạ về mà. Đó. Đó quạ kìa, trời ơi, quá trời quý vị ơi. Cái gì kìa, chim kìa. Trời ơi, cái góc này là chim nó bay về. Quá gì chim luôn. Hình như chị chủ nhân chỉ về rồi kìa. Chị đang tất cả đi từ xa rồi quý vị. Khoảnh khắc này là chuẩn bị lấy nè, đó là cô vợ. Giới thiệu một nhân vật mới về dòng son, gọi là tranh thủ là chưa ghi hình nha. Chưa ghi hình đúng không? Mới gọi là đi làm về một cái đó. Người ta mới vừa đi làm về đó quý vị. Chứ người ta không có một cái sự chuẩn bị nào mà như là ở Việt Nam là người ta sẽ chuẩn bị được. Mặc sa rê rồi các kiểu make up. Ở đây rất là tất tả mà cũng chỉ vì các khán giả quá yêu thương chương trình thì đăng ký để tham gia. Đây. Ủa? Mới đi mần về. Em mới đi mần về hả? Dạ. Trời ơi, vợ gì mày, cô vợ này trẻ măng vậy? Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 90. Wow, dạ. Đây là một trong những nhân vật cặp vợ chồng son mà cô vợ chỗ nhìn như là thiếu nhi vậy đó quý vị. Trẻ dạ. Trung như 16 tuổi vậy đó. Thôi em vô nhà sửa soạn đi cưng. Dạ. Tụi chị trong lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm chứ, làm cái vlog nhẹ sơ vậy đó mà. Chị vô uống nước chị. Ok cưng. Dạ. Cứ giờ dành thời gian để sửa soạn đi, không sao đâu. Dạ, dạ. Đó, thấy không? Thấy người ta tất tả, thấy thương, dễ thương, dễ sợ. Cặp này dễ thương quá nè quý vị. Thấy cô dâu rồi dễ thương lắm. Chú rể thì ông xã thì chưa thấy. Nhưng mà thấy hai vợ chồng này mặc baby thư sinh quá. Ai cũng trẻ hết trơn. Cặp đôi này rất là trẻ trung nha.
đó là xịt tinh dầu luôn. Vô gặp cô vợ này dễ thương quý vị, hỏi chị ơi em quay chương trình em có cần phải trang điểm không, mà không kịp ghi hình cái đoạn đó, em có cần make up không? Ở đây mọi người rất là giản dị và cuộc sống đời thường rất là thật luôn. Em là được mấy bé rồi? Dạ một bé chị. Mà sao gọn bưng vậy? Dạ tại có mình em mà nó gọn vậy. Ở đây là vậy phải không? Dạ. Tự lo hết. Trong lúc là chuẩn bị quay thì xã em đang đi đón con phải không? Dạ đúng rồi. Tại vì em gửi bé qua bên nhà mấy cô á. Ừ. Bên nhà trẻ người ta buổi tối á chị. Bé là được mấy tuổi rồi cơ? Dạ 19 tháng ạ. Trời ơi, mới 19 tháng mà hai vợ chồng lăn lộn hết rồi đó hả? Dạ, em gửi bé đi học từ lúc 10 tháng. Wow. 10 tháng là bé đi mẫu giáo rồi. Trời ơi trời. Thấy thương không? Em nhớ Việt Nam á, nên nước Việt Nam gì em cũng có, em nước gì của Việt Nam thật là bên em có hết. Em qua đây lâu chưa? Dạ em qua được 4 năm rưỡi rồi. Vậy hả? Dạ. Ồ, vẫn còn hướng về Việt Nam à? Dạ còn. Thôi em lên sửa soạn đi, make up rồi. Ok, mặt đầm đó là dễ thương rồi. Ok, thank you. Mọi người thấy không, cuộc sống ở Mỹ đó rất là tội nghiệp nha, không có người làm gì đâu, cái gì cũng tự lo hết. Mình đã trải qua cái cảm giác tự lo rồi nên mình hiểu cái gì vất vả lắm. Tại sao những người phụ nữ bên này sau khi sanh con họ gọn lẹ là vì lý do gì đó, đều tự xoay sở hết, không có như là ở Việt Nam thì mình có thể thuê người nè, mà ở đây thì cái điều kiện nó hơi bị khó. Đó, nhìn như ở Việt Nam đi quay ha, có người make up phụ cho mình rồi ekip đồ này nọ trợ lý rồi theo, ở đây đó ha, cũng xách một cái túi make up tự lo tự xử hết. Cao Bá Thông vừa vô tiên đoán bây giờ là 7:30 rồi mà chưa quay thì tình hình gì là 12:00 về nha quý vị. 12 không? 12 giờ là có mặt ở OC. Đó thì có trời. Nghe hoang mang luôn. Thấy không? Đi làm nghệ thuật là gì đó quý vị, giờ giấc nó lung tung, ăn ngủ thì cũng lung tung, nó tùm lum hết trơn. Nhưng mà vì sao chúng ta vẫn bị cuốn hút, tại vì đam mê đó. Em có đam mê không Thông? Có đam. Chứ không có đam nữa nha. Sao? Có đam mê không? Có đam mê mới dính tới giờ này. Không, em đi vũ neo lâu rồi. Chứ làm nghề này đâu có nhiều đâu, thấy gì chị thấy vũ neo không? Ờ. Tháng 5 ngàn, 6 ngàn chuyện bình thường. Thấy không? Ừ. Đây là tâm sự thật của những góc khuất anh em nghệ sĩ. Chứ đây làm nhiều khi có tháng thì cũng được 5-6 ngàn thiệt. Ừ. Cũng có 7-8 ngàn luôn, nhưng mà 2 tháng sau không có show. Cũng vậy rồi. Nó cũng bù là qua. Nó tùm lum tà la không? Nó cũng bù qua xếp lại thôi. Ừ. Nó đâu có giàu mà neo cứ đều. Neo là ngày nào cũng có khách thôi. Đúng, ngày nào cũng khách đều hết trơn. Rồi có những cái tiểu bang đó quý vị, có một ngày có khi người ta dũa người ta kiếm được gần cả ngàn đô. Cả ngàn đó. Tính tiếp. Nếu mà những ngàn. Cái tiểu bang xa đó. Miền Đông á, tiểu bang lạnh á. Nên bí quyết tại sao mà bên này ai cũng làm vũ neo là gì vậy đó. Có anh em nghệ sĩ đồ như quay phim thì giờ cũng muốn đi vũ neo luôn. Thứ là vũa neo kiện. Vũa ông vũa chậm cái ông vũa bay móng người ta luôn nên thôi ông quay lại quay phim đó quý vị. Nước đây là chú rể rồi. Chị bây hai vợ chồng bây giờ chỉ cần biết bà tiếng Nga thôi. Dạ. Mấy đứa lo nhoi này không cần quan tâm tới. Dạ. Mà có uống em lấy nước cho đứng ngày. Uống suối không? Dạ cho xin. Dạ em có uống suối. Ờ có. Thông báo thời gian đồ và bây giờ là khác nữa đây. Bây giờ là 8 giờ nè. Chờ đợi là hạnh phúc. Bây giờ tới giờ tự nhiên nó muốn đói luôn rồi. Mình hạnh phúc tột đỉnh là mình chờ đợi. Bây giờ tối nay quyết định gửi con mình luôn đi. Dạ. Mình hấp hôn luôn chứ. Dạ. Vì muốn ra quay thôi mà đuổi con đi luôn rồi quý vị. Tội nghiệp nhỏ.
nó phải đi qua trong đêm nay để cho ba mẹ quay nha, ngồi xem trên sông. Thì chị ngồi thẳng cái chẳng lẽ chị ngồi gì chị phỏng vấn. Chị ngồi vô đi, vô cho em coi khung em chỉnh. Đây nè, em đặt cái đây nè. Em đặt một cái ghế nhỏ. Rồi cho anh cái ghế nhỏ. Hai vợ chồng thí dụ mà có quên lúc nào á cứ liếc qua cái màn hình này nha. Anh mở cho. Dạ nó hết chưa rồi. Có cái nào quên cứ nghĩ luôn nha. Dạ dạ, đây em thấy. À nữa. Còn tôi. Tôi bàn xíu đi, tôi bàn xíu. Ngồi nữa thấy không nha. Được. Chị còn trẻ tuổi mà, cái gì chị chả thấy, em yên tâm đi. Rồi, mặt mày đẹp hết rồi đó. Ai cũng đẹp rồi đó. Tỉnh chưa, chứ tôi là sụp rồi đó nha. Cái nguồn tôi nó sụp rồi đó. Chị Nga về nè, chị Nga về để quay quý vị ơi. Chị Nga về nha, chị Nga ơi, chị về đi chị Nga ơi. Chị về liền. Yeah. À, cả nhà ơi, đến với chương trình vợ chồng son ngày hôm nay. Tôi lên. À, tôi lên. 3, 2, 1, yeah. À, đến với chương trình gõ cửa thăm nhà này. Cái gì vậy bà? Làm nhiều chương trình quá bây giờ. Nhiều chương trình quá đó, bây giờ cái não nó chưa có về, nó chưa có hồi, nó 8 giờ tối rồi. Rồi, lẹ nè, con chờ nè. Dạ. Đây cả nhà ơi, hôm nay là quay chương trình vợ chồng son được bỏ được giờ. Được vợ chồng đãi một món ăn rất là linh đình nha. Mì gói với hèm. Ôi em, chắc cái này em phải bỏ microwave cho nó nóng thêm. Dạ em bỏ nước xong rồi em bỏ vô microwave. Khoảnh khắc này đói quá rồi quý vị ơi. Chẳng có gì ngon hơn ngoài mì gói. Cái này giống như món mầm đá vậy đó chị. Món này là để dành cho những người mà đã đói rụt rã rồi đó. Bây giờ giống như là gà vô thấy giờ ăn không? Ăn không? Ăn cho mày nhìn á, đúng không? Nè, nhìn mặt này nó đói lắm nè, con đói chưa? Con muốn ăn không? Mày làm luôn cho con một tô. Làm đi. Làm cho mọi người. Mấy ông tự làm. Món ăn ở nhà bình thường là ai nấu ăn chính? Dạ, nhà em không ai chính hết anh này. Đâu, ai về nhà sớm hơn thì nấu. Lúc nào bận hết hai đứa thì ăn mì hoặc là tiệm ăn. Tụi em lẹ lắm. Con cái thì sao? Dạ không, con em thì được ưu tiên đó, em nấu sẵn hết rồi. Nấu sẵn ngày tối hôm trước thì qua ngày sau thì nó ăn cái phần của nó thôi. Cuộc sống công nghiệp. Cái chồng dễ thương ha, hiền queo à. Mặt rất là chí thiện. Chí thiện là hoàng tử chí thiện với là công chúa Quyền Trân đó. Đúng là định nghiệp luôn á. Bả bán hàng online, bả dụ quanh đó, tôi nói thiệt. Bả dụ quanh từ đầu tới cuối, để đưa anh như thế. Em nói hoài mà, em nói đời em dụ được ổng làm. Đâu, phải dụ ba ăn mẹ. Me rồi còn đỡ cái này không được ăn. Không ăn được miếng nào. Có được ăn miếng me nào không? Không được ăn miếng me nào, cho ăn muối không. Nhưng mà được nhưng mà được ăn thịt công chúa là vui rồi. Chị thấy không, càng ngày ông chồng càng ốm. Không, cô vợ cũng có mập hơn gì đâu, hai vợ chồng lo cày quá mà. Đó. Ba mẹ em kêu anh này là người ơn. Mẹ em hay hỏi là con nấu cơm cho người ơn của mẹ ăn chưa? Thấy thương quá ha. Cưng quá ha. Không mà mặt vợ chồng, mặt có tướng phu thê quá trời. Đó. Chồng kỹ không, cũng làm cho tôi ăn, phải đeo găng tay nữa. Găng tay biết ghi hình á. Ủa trứng là sao, mình đập vô hay là sao? Hết chứ, em mua trứng rồi. Giờ chị muốn ăn chiên hay là... Thôi đập đi em. Nó ngon. Đập vô đi em. Mình làm rần để cho mấy người quay phim nó chảy nước miếng chơi. Trong này có thằng nhóc này đang chảy nước miếng nè. Nói thiệt đi, đói chưa? Dạ, từ lấy ăn. Thì cứ ăn thì làm luôn. Những cái lúc này thì thật sự là mì gói là ngon nhất trên đời. Còn ăn gì nổi. Em mời thiệt lòng á. Ăn đi. Hồi nãy thiệt sự là nó có tâm sự là nó định mời cả nhà ekip ra nhà hàng ăn. Dạ. Nhưng mà tại vì nói sợ quay xong là 10. Anh nói là quay xong tha cho mọi người đi. Mọi người đang về lắm. Giờ mong về chứ đâu mong ăn uống gì nè. Rồi ông chồng nhìn là biết có kiểu nấu ăn gì lắm
Đây là những cái khoảnh khắc mà hậu trường của một cái chương trình Vợ Chồng Son nha quý vị. Đây. Trời ơi, tôi đang ngồi ở trong mà mùi thơm của cái hem nó ngào ngạt quý vị. Đó, người ta ăn gì hỏi sao người ta không giàu cho lẹ, trời ơi. Ăn mì với hem không, với trứng không mà. Mấy cái này bên Mỹ nó rẻ giống nó quý vị không? Nó rẻ dữ lắm luôn ha. Sao 50 ngàn? Một gói mì không cũng đồng mấy rồi. À ha. Nhưng mà 50 ngàn bên này ngâm ngon cái dâu. Ừ, ừ, hai vợ chồng. Cái này là tại bữa nào về làm trễ mà không có thời gian là làm ăn cho lẹ. Việt Nam có 3 ngàn gói, qua đây tô mì 50 ngàn, chị nghĩ đi. À, mới nãy quên hỏi cái cô vợ này là trong cái chương trình là mình chưa có hỏi nè, cô vợ của Xuyên không biết nấu ăn không? Dạ biết. Không biết. Rồi thôi tới đây ông tắt lửa được rồi ông ơi. Mà thấy ông chồng có vẻ chuyên nghiệp tắt lửa mà làm cháy luôn. Đàn ông đây hay quý vị có xiên không? Không, Long nó đói rồi mà nó cứ mặt mũi sĩ diện không à. Không, con biết rằng để cho quay cho nhanh để con tự dưới đây con làm. À, ý con nói là đời con tự xử con quen rồi gì? Nấu ăn em cũng nấu dữ. Vậy hả? Cũng nấu y chang vậy luôn hả? Trời, dữ hơn này nhiều. Nên là em mới tròn vậy luôn không? Nấu là một bữa ăn, em bắt buộc là mì gói phải đủ tiêu chuẩn là 4 món. Em mà nấu mì gói là phải đàng hoàng, thịt rau đầy đủ. Thì đấy em như chồng đó. Đâu biết nhiều lúc mà chuyện đời khó nói lắm, không ai nói trước chuyện gì. Cái đứa mà chưa có gì á, chuyển BD nó chơi nó không sao. Mà đứa có rồi á, mọi thứ ok, chuyển cái cuộc sống giờ thoải mái. Cái này nó gạo. Vợ mà vợ em suối em chơi BD hoài chứ. Có suối không? Suối hoài luôn. Nói anh ơi, bây giờ nhiều khi cuộc sống ở Mỹ có khó khăn gì đó, anh có kiếm đại anh nào cặp đi chứ vậy. Trời ơi, em nói vậy là ghê thay, giống như là chị đang quay YouTube đó. Giống như là em mở. Come out. Chương trình come out xin được phép bắt đầu. Không, em đừng có bày vậy, tức là bày lên thẳng cái tô luôn. Lên cái tô luôn. Cho nó gọn. Trang trí luôn, rần rần lên. Anh ơi, bưng cái tô của chị nghe, bảnh thôi vậy nữa. Mọi người thấy để có cái xích quay mình cũng phải tính toán nó chứ không phải lên. Đúng rồi, hình ảnh nó phải đẹp, trung thực nữa chứ không được giả dối nha. Rồi 5 miếng thôi nha. 5 miếng. Thôi, bày chị 3 miếng thôi mấy đứa. Tiêu chuẩn là 5 miếng, mới công nó đẹp cái bông. 5 miếng đấy, phong thủy. Cái này không phải tô chị. Nó đẹp cái bông. Xin lỗi bình tử xin chị hiểu không? Thôi. Chị. Cái hem nó ăn nó. Ăn hem nó nặng bụng lắm mà bỏ nó mang tội lắm. Thôi mình ăn biết rồi, mình 2 miếng thôi cho đúng rồi 2 miếng thôi, đúng rồi đó. Hai vợ chồng ăn 5 miếng đó, cái tô này em nổi chồng nó ốm á, nó ăn 5 miếng này. Dạ, này vợ đi thành gia chứ ăn 5 miếng. Dạ ơi, ủa mà nhìn ngon chứ bộ, tự nhiên nhìn tôi thấy hàng quay phim nên nó chảy nước miếng mà. Chút xíu mình lúc mà chị ăn em đeo cũng nghe sụt soạt nó, trời ơi. Lỡ chanh bành nữa, tô mì là quá lửa nè. Dạ. Rồi vô đi, vô ăn. Rồi vô. Lẹ lẹ mấy em ơi, mì nó tại quầy hết rồi. Đi, hay là anh bưng qua bạn đi. Bạn nghe ngồi đâu không ơi? Bạn ngồi đây phải không? Giữa hai chồng hai bên chắc cho đẹp quá chứ ăn đi, ăn thiệt tình nói thiệt luôn. Dạ ăn đi, gấp cho chân thiện. Rồi, đến nhà không có gì ngoài ăn xong rồi đẩy mì gói. Đua hơi bị lẹ đó nha quý vị, 8 giờ tại vì biết trời khuya rồi về lái xe gần 2 tiếng ngồi nên là hả nó mới đua có chút xíu à, mà 9 giờ không cái là không ai một hồi hơi là cái chuyện mà lúc mà vợ đẻ chạy 45 phút. À, cái câu chuyện bữa nay dễ thương á. Câu chuyện mà từ đây đi lên ấy mà 2 tiếng rồi bây giờ đẻ đi có 45 phút thôi. Cũng đừng đứng đây nha. Đi từ bên đây. Tôi đang thắc mắc dữ lắm luôn. Bên này thôi nha, không có được bên đây. Từ cái này mà lên đó 2 tiếng hồ mà chạy sao có 45 phút cho vợ đẻ. Rồi lên tới nơi là đẻ chưa? Dạ không đẻ. Từ từ chị ơi. Dòng về. Vô bệnh viện 7-18 tiếng. Vô tới nơi xong bác sĩ nói bệnh viện giờ đang chưa có chỗ nằm thôi, đi chơi nó đi nó kêu. Trời ơi. Rồi xích qua chị. Dạ. Nguyên đám nó lẻ đi mày ơi. Không có cho ăn đâu, từ từ. Chưa. Chưa nó nở là chưa ăn. Nó nở còn hơn tôi nở nữa. Trời ơi, tao nói tô mì bây giờ nó vừa rồi. Em muốn nấu trứng cho chị mà làm quá tay. Giờ em vừa. Dạ, không có khiếu nấu ăn gì lắm. Không, chương trình tô mì là tao biết khéo lắm. Em nấu gì cũng chín hết á. Nó chứ, lấy, bây giờ lấy một cái miếng lót ghế nè.
cho chị nghe thôi. Em nấu đồ ăn không có ngon nhưng mà em được cái là em nấu giống chín đó. Mà chín là chồng em ăn. Mà cao lên đi bé. Bí quyết của tăng chiều cao của nghệ sĩ đó là độn. Đứng thì độn ghế, độn dài, mà ngồi thì độn gối như quý vị. 3, 2, 1, vô. Em mời chị ăn mì. Cảm ơn em. Đói quá mà, bây giờ cho ăn cái gì cũng ăn nữa, chứ đừng nói ăn mì. Lần sau bù đắp chị. Chị biết mà, ở cuộc sống ở Mỹ là vậy đó quý vị. Nói chung là ai cũng bận rộn hết trơn. Nhiều lúc mình mang tiếng nghệ sĩ mua xa tới nhà không nhớ người ta, cho người ta cho ăn gì mình phải chấp nhận ăn cái đó thôi. Thôi ăn đi. Phỏng vấn cô gái này thì biết là cổ được đi du học Úc và trình lý ra là được định cư Úc, nhưng ba má không cho bắt đi về. Rồi xong rồi cái cuối cùng là đi về rồi cũng không dám cho lên Sài Gòn học tại sợ mất con. Cái ngày đẹp trời đẩy con qua Mỹ luôn. Rồi chị hỏi nè, tại sao em là đi học du học Úc mà tại sao cuối cùng qua đây em lại ngồi em quyết định làm vũ neo là sao? Em chia sẻ sự thiệt coi. Dạ tổ nghề neo độ em chị. Xài câu thông nên dễ sợ. Là ý sao? Tại vì làm thật sự là làm neo thì mình có tiền hơn là làm ngân hàng. Với lại nó vui hơn chị, làm ngân hàng đối diện với sổ sách giấy tờ. Nhức đầu không? Dạ đúng rồi. Còn làm neo mình ngồi mình nói chuyện, với lại em thích vẽ vời á. Nên em vô em làm neo, em có cái đam mê của em. Với lại em thích take care cho người khác. Em thích làm mấy cái về service. Nhưng mà trước khi nói chuyện nữa. Trước khi em qua Mỹ á, là em có đi học neo chưa hay là hay chưa không? Em qua đây em mới nói bà thích chăm sóc là thích take care là bà nấu ăn vậy đó. Không, em thích nói chuyện. Vì bà vừa nấu ăn mà vừa nói chuyện không được hả? Chồng em nấu ăn em ngồi nói chuyện cho chồng em nghe. Đây. Nói chung là đây là một cô gái có định hướng tương lai rất là đẹp, nhưng mà kết cuộc thì là đã đi qua Mỹ và định cư ở Mỹ chứ không có về. Là ba mẹ ha, ba mẹ rất là lo lắng khi mà sợ mất con, mà cuối cùng là cô ấy đã chính thức vượt biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và đi qua Mỹ. Em ơi, ôi chơi đây nè. Ôi chơi, là ai đưa em về vậy? Dạ ba đi rước, tại vì nhà cô gần đây nè chị. Ôi sát đây hả? Dạ. Trời ba làm lẻ quá trời. Còn cách con đường trước. Thôi à. Ôi cưng quá hả? Chị thấy nó ở nhà là trốn vậy nè. Ôi cưng quá hả? Con bé ba mọi người hả? Con bé ba đi. Con bé ba đi. Con bé ba đi. Là ông cũng hiền, giống như là ba mẹ ông vậy đó. Dạ không được chị, nết của em, nết của em. Chị tin em, nết của em. Mì gió. Con bé ba đi. Cả nhà ơi, hôm nay là Nga làm một cái vlog những cái khoảnh khắc mà đi quay vợ chồng son, thì buồn vui và những cái trải nghiệm như thế nào. Thì nói chung là hôm nay thì đây là một lần đầu tiên mà quay, hôm nay là 10 giờ hơn rồi quý vị. Bây giờ về tới Cali, về tới dưới là phải 12 giờ dạ, đêm đó rồi. Rồi, cảm ơn vợ chồng rất nhiều nha. Em cảm ơn mọi người cực quá, chị Nga cực quá. Ủa sao vậy? Không được ăn ngon nữa. Không ngủ hả? Con sợ dạ, hả? Sợ mùi lạ đó. Em sợ lạ. Dạ, tại vì dịch đó nên không có ra đường nhiều á. Tôi đẹp mà, có gì đâu có lạ với tôi. Tôi là cô tiên mà, có gì đâu mà lạ lẫm gì trời. Bác nghe đẹp quá con sợ. À đẹp quá cũng sợ. Phụ nữ mà sắc đẹp đẹp quá, con nít nó cũng tráng dáng mặt mày. Thôi được rồi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều nha. Bye bye nha. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Đi gió luôn, đi gió luôn. Nó lạ nên kêu nó bye bye lạ lắm. Nhưng mà xa cách gì đó. Xa cách tôi quá à. Bye bye con trai. Good night. Bye bye. Ông ba cũng làm lẹ quá ha. Quay lại ông đi đón con nào không hay luôn. Sao con ăn hết tô mì rồi phải không? Ăn hết. Đó, cả đoàn nhìn vậy chứ có ai ăn đâu, có mình con là sướng nhất cái lông. Còn mình con là có số hưởng rồi đó nha. Cái gì con nói lại cái câu đó đi Long, để cô ghi khoảnh khắc này cô lưu vô nè. Thì nói lần này con dở lại Việt Nam cũng giống như em này nè. Là con chớp nhanh phải không? Chớp nhanh thích giống ăn. Mấy bữa là không phải số hơn nữa con, gặp chúng con bé là đàng hoàng cái con chớp nhanh qua, nhiều lúc có giấy tờ xong nó giọt nữa đó. Không, nhưng mà Long là người tử tế mà. Dạ, sống ổn định mà, đâu có bị gì đâu. Đó, ngày xưa anh quen nhiều quá kìa. Trời đã khuya rồi.
giấc này ở Mỹ là những cái người mà họ đi làm á quý vị, là họ ngủ hết rồi đó. Tụi em bây giờ mới trên đường đi về nha. Đây chở cho Long anh. Ủa? Long Long được nghỉ hả? Dạ được. Mệt đó con. Không thôi để anh chạy đi con. Ừ, cho nó an toàn phải không? Đây sau khi Long fan của Thúy Nga xem chương trình Vợ Chồng Son thì đã có một cái quyết định rất là nhanh chóng, là kỳ này có gặp ai là hốt liền chứ không có ngâm nữa. Lại càng ngâm lâu thì càng mất. Rồi ngủ ngon nha cả nhà. Bye bye. Mặt ai cũng bơ phờ đuối như trái chuối hết trơn. Đây cả nhà ơi, một ngày hành trình với chương trình Vợ Chồng Son thì quý vị thấy rồi đó, cũng không phải là đơn thuần đâu, cũng rất dễ gian chân lắm. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi, chúng em đi về, thì rất là mệt, sẽ không còn sức để ăn, tranh thủ ăn trên xe đi. Tài xế đi, tài xế còn đuối nữa. Bánh mì này là mua từ mấy giờ? 10 sáng. Bánh mì này mua lúc mấy giờ sáng vậy? Sơ lúc 10 giờ sáng giờ còn ăn được không ta? Được. Mới có 10 giờ tối à, mới có 12 tiếng ăn được. Bây giờ anh em có ai ăn không? Không, chiên rồi em ăn. Rồi em xé đi. Em lấy chuyện khúc nhỏ nhỏ thôi nè. Cho mày cái bịch xi lông nè, tao lấy cái miếng giấy này tao hứng bụng bánh mì cho. Comment giờ ăn vậy mới giàu á chị. Cái gì? Giờ ăn vậy mới giàu đó chị. Giờ ăn vậy mới giàu. Đâu có cá. Bước thang thì ăn vậy chị mới giàu đó. Không phải, cũng muốn ăn ngon nhưng mà thật ra mình đi qua những ngày là mình chấp nhận ăn cực khổ thôi, bù đắp những ngày ăn ngon. Nhưng mà phải ăn như vậy thì về nhà tắm xong rồi đi ngủ chứ còn không có sức đồ để ăn. May quá. Sáng nay làm như là trời phiếm được đi ăn phở. Thì nó bây giờ mới dư ổ mì ra. Chứ nếu mà không ăn con phở ăn ổ mì đi trên đường thì giờ đâu có gì ăn đâu, đúng không quý vị? Vậy là biết ha, giống như bên xấu sản xuất. Đâu có, đâu có đâu mà bên xấu sản xuất. Cái này là tình hình thực tế tại tụi mình. Mà kiếp nghiệp vậy. Chứ đâu bên xấu đâu, thực tế là nhà sản xuất ra vậy mà. Không ăn lấy tiền nữa. Không ăn không lấy tiền đâu. Bánh mì vậy rất là ngon nha. Muốn không? Cho nhà sản xuất lo đi. Không? Làm cách nào? Giờ nhậu xỉn ra đường chạy xe cho mắt giam vô chồng ăn. Y chang luôn á. Chang luôn á. Có duyên lắm nha. Mày có duyên lắm nha không? Giờ nước lo hả? Nước lo luôn, cơm cây ngon hơn. Ngày 3 món luôn hả? Hai đợt món mỗi ngày. Không á thì không ăn bánh mì quý vị, ăn bánh trung thu. Tính là trong đoàn này, tính ra lòng nó xuống nhất đó ha. Cả đoàn mệt chứ nó ăn là tô mì gói. Tôi đâu có ăn được đâu, tôi ăn nha, tôi ăn để quay hình chứ tôi đâu được ăn chính thức. Ồn chứ, ăn ồn. Ăn ồ mà xé bịch đi lông. Xạo. Cũng như nó chưa có ý thức kinh nghiệm á, hiểu không? Cơm đặc biệt á, ai mà có kinh nghiệm á, đặc biệt là những chuyện nào mà có kinh nghiệm mà cơm đặc biệt ở Việt Nam luôn luôn ăn xong cùng, tại lúc đó là đồ ăn nhiều nhất. Dám đâu, không còn đồ ngon. Nhưng mà thật ra chị đi đoàn phim á, chị mập hơn ở nhà luôn á mấy đứa. Đồ đặc biệt là gì còn đâu. Chăm sóc ngày 3 bữa chưa kể, lúc mình ngồi đợi á. À, chị rất là sợ đi đoàn phim. Đoàn phim xong rồi về lúc nào cũng bị lên cân á, tại vì đông á vui á. Cái mình ăn nhiều chưa hơn. Chưa kể á. Sáng người này mang trái cây rồi chứ người này mang món này mang món kia lên đàn ngoài đợi. Thôi nói giờ nhưng nhớ khung cảnh đoàn phim của Việt Nam có gì á. Ở bên kỹ thuật á thì sẽ tiểu đường. Uống rồi nhiều uống
Red Bull. Coca. Red Bull, Red Bull. Coca Cola gì á, cà phê với lại Red Bull thôi. Tin nữa. Cái đợt em làm phim mà năm sau còn được về của chú Hòa Linh á, trời đất ơi. Sợ luôn. Nhớ hoài. Em có kỹ năng là đi ông ông tài xế lái xe làm phim của mình em á. Thì đi về Ủa có nhiều đó thế hả? À, quên. Sao trời ơi, nó tao nghi ngây rồi. Cái thằng này riết nó cũng riết giống như phụ nữ mà sanh con rồi. Kìa, đi gọi có thuốc kìa. Chương trình là sau khi đưa những nhân vật đi về thì bây giờ Thúy Nga là được Long đưa về cuối cùng. Tới nhà rồi nha quý vị. Bây giờ là cũng wow, gần 12 giờ đêm rồi. Hành trình một ngày thiệt là mệt mỏi. Hôm nay rất là vui khi mà fan của tôi. Ủa trời, sao con đậu ngược ngạo vậy? Đưa cô vô. Không, con đưa vô, con đậu vậy là con sai rồi. Còn thằng nhóc này, con đi con quành cái đầu xe lại. Mày không có cảnh sát là ăn nguyên khúc rồi đó. Con đổi đầu xe lại. Chở hết hồn với nó luôn quá trời. Nhỏ này cũng làm như đường xây cho nó diễn trời. Nó xì tóp sai nó còn thèm dừng nữa chứ. Này nhức đầu lâu nó ghê quá vậy ơi. Đó, hôm nay là Long đẹp trai độc thân gọi tôi là cô. Qua đây được 3 ngày thì hết ngày rưỡi nó đi theo tôi rồi. Ngày hôm qua thì đi ăn với Hưng. Hôm nay thì theo đoàn chương trình Vợ Chồng Son một ngày. Thì con có mệt không? Quá mệt. Con mệt nhưng mà vui. Con quay được chương trình Vợ Chồng Son, con có kinh nghiệm gì xương máu cho mình không? Có con nghe. Bây giờ con bóc hút ai là con làm lẹ hả? Làm lẹ luôn. Chứ giống không? Như bữa nãy con nhỏ đó vậy đó. À, vậy con hả? Bé bữa nãy đó. Con có biết là con đang đậu giữa đường không Long? Con dễ sợ quá. Đường con nghe là xuống. Vậy hả? Thôi dạ. Bây giờ cô tạm biệt con nha. Bye bye con nghe. Đây là mai con về Du Tà phải không? Dạ. Khi nào con qua lại Cali? Dạ chắc lâu á con nghe. Tụi đâu có đi hoài đâu. Ừ ok con. Chắc còn lâu. Ôi về tới nơi mặt mày bơ phờ. Trời ơi mệt mỏi quá. Thôi bye con. Bye con về mạnh khỏe nha. Dạ. Có gì có dịp nào qua lại Cali nha con. Dạ bà con nghe. Biết đâu trong chương trình này biết đâu con kiếm được người yêu nha con. Dạ. Bà con nghe. Rồi bye con trai. Rồi. Bye con.